Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chị Thanh ơi, hôm nay trời nóng quá à, nên em mua chè củ năng tới chia cho chị Thanh nè. Trời ơi, Minh Châu rất là chu đáo, nhưng mà cũng thật là trùng hợp đó nha. Hôm nay chị định giới thiệu với Minh Châu và quý vị khán giả một món ăn giải nhiệt trong mùa hè, rất ngon và lạ miệng, làm từ củ năng. Củ năng là em thích lắm đó, vừa ngon nè, vừa giòn nè, vừa mát nữa. Đúng vậy, nhưng mà Minh Châu có biết là củ năng còn có cái tên gọi là gì không? Hình như là củ mã thầy, vốn được dùng làm món ăn và bài thuốc từ lâu đời nay. Củ năng không chỉ có tác dụng thanh nhiệt mà còn có nhiều công dụng chữa bệnh khác như là chữa sởi, thủy đậu và trừ đàm. Không ngờ củ năng nhỏ nhỏ vậy mà hay quá chị ha. Không biết là món ăn giải nhiệt hôm nay chị Thanh định hướng dẫn là món gì? Món hè vui khỏe hôm nay chị nghĩ là hơi lạ, cho nên chị nghĩ là Minh Châu chưa từng thưởng thức đâu. Bây giờ mời quý vị khán giả cùng tôi và Minh Châu thực hiện món củ năng xào tôm thịt. Các bạn nhớ chuẩn bị tôm sú lột vỏ, thịt nạc, củ năng, bắp non, ớt chuông, cà rốt, một ít ngò rí, tỏi băm, hành băm, một số gia vị thông thường và hạt nêm Arigon. Tôm các bạn mua về và lột vỏ, sau đó các bạn ướp phần tôm này. Các bạn ướp vào đây một ít hạt nêm Arigon và một ít tiêu. Trộn đều lên cho thấm. Để em giúp chị Thanh nha. Rồi. Thịt nạc các bạn thái mỏng và chúng ta cũng ướp như tôm. Phần thịt nạc các bạn cũng ướp một ít gia vị, đó là hạt nêm Arigon và một ít tiêu. Củ năng các bạn bổ làm đôi và nhớ khéo tay để cho củ năng không bị bể. Phần ớt thái vuông hoặc là em thái quả trám cũng được. Cà rốt thì các bạn tỉa hoa cho đẹp, sau đó các bạn cắt lá khoảng 2 ly. Như vậy là phần nguyên vật liệu đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu nấu ha. Trước tiên thì em bật giùm chị nồi nước này. Khi đặt nồi nước lên rồi thì Minh Châu và các bạn nhớ cho vào đây một ít muối. Nước sôi chúng ta cho cà rốt, củ năng vào em ha. Và phần bắp non. Chị nghĩ là được rồi đó Minh Châu. Dạ. Bây giờ các bạn vớt phần này ra và ngâm ngay vào tô nước đá. Tắt giùm chị bếp. Dạ. Vậy là xong rồi. Rồi. Bây giờ mọi nguyên vật liệu đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta bắt đầu xào em ha. Dạ. Rồi, em bật giùm chị bếp lên. Bây giờ các bạn cho vào đây một ít dầu ăn. Sau khi dầu nóng thì chúng ta phi vào đây một ít tỏi bằm, hành băm. Khi hành tỏi vàng rồi thì em nhớ cho liền phần thịt vào. Dạ. Phần thịt này chị Thanh đã thái rất là mỏng rồi nên em nghĩ là cũng mau chín đúng không chị? Đúng vậy. Nhưng mà chúng ta cũng xào lửa sơ cho thịt thực phẩm chín sơ thôi. Dạ. Sau đó các bạn cho tiếp phần tôm vào. Trong quá trình xào thì các bạn cho vào đây một ít nước và các bạn nêm thêm vào đây một ít hạt nêm Arigon. Chúng ta cho thêm nước vào để phần gia vị được hòa tan và thấm nhanh vào thực phẩm, làm thực phẩm đậm đà hơn và chín nhanh hơn. Ra là vậy, chỉ cần một ít nước và một ít hạt nêm Arigon mà thực phẩm có thể thấm gia vị đều hơn hả chị? Đúng vậy em. Hay quá à, quý vị khán giả thân mến, khi mà quý vị xào thì nhớ cho vào một ít nước và hạt nêm Arigon. Như vậy thực phẩm vừa thấm gia vị nè mà lại còn thơm ngon hơn nữa. Bây giờ chúng ta rút phần tôm thịt đã xào sơ này ra. Chúng ta lại xào tiếp phần rau củ. Em cho một ít dầu vào. Dầu nóng rồi, các bạn cho một ít hành tỏi băm vào. Hành tỏi thơm rồi, các bạn rút phần củ năng, cà rốt, bắp vào. Sau đó các bạn cho phần ớt chuông vào. Bây giờ thì chúng ta nêm vào đây một ít hạt nêm Arigon. Và các bạn nhớ lưu ý, chúng ta cũng cho một ít nước vào để cho phần hạt nêm này được hòa tan và thấm đều vào các loại rau củ. Các cái loại thực phẩm này chúng ta đã trần rồi cho nên các bạn nhớ xào nhanh tay. Và sau đó các bạn trút phần tôm thịt vào. Các bạn nhớ xào riêng phần tôm thịt để phần tôm thịt chín vừa không bị dai. Dạ.
Như vậy là một món xào đơn giản thôi, nhưng nếu chúng ta không nhớ những lưu ý nhỏ nhỏ thì có thể là món xào sẽ không được ngon đó. Quý vị đừng quên nhé, chúng ta xào tôm thịt riêng để giữ cho tôm thịt không bị dai, chín vừa, rất ngon. Bây giờ chị sẽ đưa ra chị ha. Rất là nhanh. Chị sẽ trang trí ngò lên hồi Minh Châu thử để đánh giá món ăn này nha. Dạ, em cảm ơn chị Thanh. Em sẽ chấm ít nước tương đi xa ha. Đúng vậy. Với các món xào thì chúng ta nên ăn với nước tương. Dạ. Chị Thanh ơi, không được rồi. Không được. Em làm chị phải lo. Cái món này không được. Không được để sót một miếng nào. Rất là ngon. Giống như em nói với chị đó là tôm á, tươi cho nên là có cái mùi thơm nè, mà thấm gia vị, ăn vẫn giữ được độ ngọt nè. Đúng. Còn vậy, củ năng thì rất là giòn, rất là thơm, là ngọt ngọt. Dạ đúng rồi, nhưng mà em còn cảm thấy được có vị bùi bùi nữa đó chị. Đúng rồi. Món hè vui khỏe. Quý vị thân mến, trong những ngày hè như thế này thì còn gì bằng khi chúng ta thực hiện một món ăn rất nhiều dinh dưỡng như là vitamin, là khoáng chất nè, giống như món củ năng xào tôm thịt ngày hôm nay. Bên cạnh đó, chúng ta còn được bổ sung thêm rất nhiều những kiến thức hay về ẩm thực khi mà chúng ta theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nữa chứ. Vì vậy, quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong chủ đề Món Hè Vui Khỏe tháng này quý vị nhé. Còn bây giờ, chương trình xin được phép khép lại. Trước khi chia tay, Minh Châu muốn nhắc với quý vị là chúng ta hãy giữ liên lạc để ngày một hiểu nhau hơn thông qua hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là số điện thoại 083 823 7557 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Còn bây giờ, chị Thanh và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!